Cô hát rất hay. Cô đang có một tình yêu say đắm. Cô muốn đi thi. Cô muốn xuất hiện ở trên TV. Cô hát rất hay. Cô đưa câu chuyện mình vào âm thanh. Cô ta đứng trước ánh đèn. Xung quanh bao người thêm khát có cô. Cô đã đi đâu? Tôi đi đâu chẳng phải việc của anh. Cô cứ đi đi. Tôi đi đâu can hệ gì tới anh. Và nếu trọng mình thua.